Tin buồn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Quý vị thân mến, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi tác cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, có thể nói, sau thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người lãnh đạo được nhân dân yêu quý và kính trọng bậc nhất. Sự kính trọng ấy không chỉ xuất phát từ niềm tin yêu của dân chúng với Bác, mà nó còn được bắt nguồn từ một cuộc đời luôn hết mình vì nhân dân của Bác. Vậy cụ thể thì sự nghiệp của Bác Trọng đã diễn ra như thế nào? Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, Bác đã cống hiến những gì mà lại khiến nhân dân yêu quý và kính phục đến vậy? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, tại một gia đình bần nông và là con út trong số 4 anh chị em. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra, ông còn giữ một số chức vụ khác, bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và là một trong những đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Trước đó, ông cũng từng là Chủ tịch Quốc hội thứ 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2011 và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước thứ 10 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021. Ông Trọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1967 và thăng tiến nhanh chóng nhờ công tác chính trị. Sau đó, ông gia nhập Ủy ban Trung ương của Đảng vào năm 1994, Bộ Chính trị năm 1997 và Quốc hội vào năm 2002. Từ năm 2000 đến năm 2006, ông nguyên là Bí thư Thành ủy Hà Nội, vị trí lãnh đạo cao nhất của Thành ủy Hà Nội. Sau khi Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là ông Nguyễn Văn An từ chức, ông Trọng trở thành Chủ tịch Quốc hội kế nhiệm. Từ năm 2006 đến năm 2011, chính thức bước vào tứ trụ của nhà nước Việt Nam. Ông được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội 11 năm 2011 và tái đắc cử tại Đại hội 12 vào năm 2016. Trong thời gian lãnh đạo, ông đã theo đuổi một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi, mang tên chiến dịch đốt lò, được chính ông khởi xướng từ năm 2013. Đã lôi kéo hàng nghìn quan chức cấp cao bị điều tra, bắt giữ hoặc thôi các chức vụ. Trong đó, 9 ủy viên Bộ Chính trị đã bị phát hiện dính líu đến các vụ án tham nhũng mà ông Trọng điều tra, khiến cho một người là ông Đinh La Thăng bị bắt giam, một người bị cách chức, 2 người bị cảnh cáo và 5 người buộc phải thôi chức. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước thứ 10 của nhà nước Việt Nam, sau sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đã qua đời một tháng trước vì căn bệnh virus máu. Việc này đã đưa ông chính thức trở thành người thứ 3 trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm giữ cả 2 chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước, sau Hồ Chí Minh và Trường Chinh. Tại Đại hội 13 năm 2021, ông tái đắc cử Tổng Bí thư trở thành nhà lãnh đạo thứ 3 của Việt Nam
đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ 3 sau Hồ Chí Minh và Lê Duẩn và được kế nhiệm bởi Nguyễn Xuân Phúc là ở chức vụ Chủ tịch nước. Đó là những điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Bác. Vậy còn trước đó, Bác đã trải qua những gì để có được những thành công trên? Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp 2 và cấp 3 Nguyễn Gia Thiều tại huyện Gia Lâm, nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Năm 1963, ông theo học tại khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và tốt nghiệp bằng cử nhân ngữ văn. Tháng 8 năm 1973, Bác Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khóa học sau đó đã kết thúc vào tháng 4 năm 1976. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 8 năm 1983, ông tiếp tục được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ ở bộ môn khoa học lịch sử tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1992, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được nhà nước phong hàm phó giáo sư và vào năm 2002, ông được phong hàm lên giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng. Sự nghiệp chính trị của Bác bắt đầu vào ngày 19 tháng 12 năm 1967, khi Bác Trọng đã chính thức trở thành đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1967, ông công tác tại tạp chí Học tập, tiền thân tạp chí Cộng sản, một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1983, Bác Trọng từ Liên Xô về nước, tiếp tục công tác ở ban xây dựng đảng của tạp chí Cộng sản. Sau đó, ông được đề bạt làm phó trưởng ban vào tháng 10 năm 1983, rồi trưởng ban vào tháng 9 năm 1987, ủy viên ban biên tập tháng 3 năm 1989, phó tổng biên tập tháng 5 năm 1990, và tổng biên tập tháng 8 năm 1991. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hà Nội, ông đã cùng với 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 1991-1996. Tháng 8 năm 1996, Bác Trọng được điều làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban cán sự đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Cũng vào tháng 3 năm 1998, ông lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 12 năm 1997, tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết nhiệm kỳ của Đại hội 8 năm 2000, ông đã tham gia thường trực Bộ Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội 9 của Đảng. Vào tháng 1 năm 2000, Bác Trọng nhậm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, ông cũng kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông đã trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn tiếp văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ khóa 11 đến khóa 15 thuộc Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 11 do người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn An từ chức để nghỉ hưu sớm. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua và phê chuẩn Nghị quyết số 71, Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ khóa 11, kể cả nhiệm kỳ người tiền nhiệm là Nguyễn Văn An, Quốc hội đã ban hành và sửa đổi 84 bộ luật và 34 pháp lệnh.
Quốc hội khóa 11 đã thông qua nghị quyết về phương án quy hoạch xây dựng nhà Quốc hội. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, hội trường Ba Đình đã bị tháo dỡ để xây dựng nhà Quốc hội mới. Các kỳ họp Quốc hội tiếp theo đã họp ở hội trường Bộ Quốc phòng trong quá trình xây dựng nhà Quốc hội mới. Tại kỳ họp thứ 3 khóa 12, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan và giải thể tỉnh Hà Tây. Từ sau mùng 1 tháng 8 năm 2008, cả nước có 63 đơn vị hành chính, bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 58 tỉnh. Kỳ họp thứ 6 khóa 12, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Lai Châu, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội khóa 12 đã thông qua 64 luật và 14 pháp lệnh. Đồng thời khóa 12 cũng rút ngắn thời gian nhiệm kỳ 1 năm để tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 13 cho cùng thời gian với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2011. Ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông kiêm thêm chức Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nông Đức Mạnh. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kế nhiệm Nông Đức Mạnh. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục tái đắc cử chức vụ trên tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12. Trong giới nhiệm kỳ, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian. Nguyên nhân sau đó được ra là ông Huynh nghỉ để chữa bệnh. Ông Trần Quốc Vượng đã được chọn thay thế vào ngày 2 tháng 3 năm 2018. Trước đó, ông Vượng đã giữ quyền Thường trực Ban Bí thư. Đặc biệt khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng năm 2016, ông Trọng đã đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, hiện thực hóa quyết tâm thành những hành động cụ thể. Trong các phát biểu của mình, ông Nguyễn Phú Trọng thường dùng hình tượng củi và lò để thể hiện công cuộc chống tham nhũng. Lần đầu tiên, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội, khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Cái lò đã nóng lên rồi, thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phát biểu: "Việc này phải thành nếp, không làm không được. Lò cháy rồi, không ai đứng ngoài cuộc được. Anh đi ngược là lộ ra ngay anh thế nào." Tư tưởng chỉ đạo chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được hệ thống hóa trong cuốn Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, tập hơn 31 bài phát biểu, bài viết trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Bác Trọng, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ 12 trở đi. Tháng 1 năm 2023, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Bác Trọng được tiếp tục ra mắt. Cuốn sách được Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu trong buổi lễ ra mắt là hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,
để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Tại phiên họp thứ 15 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, 21 tháng 1 năm 2019, tổng kết trong năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý. Cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 108.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất. Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến đầu năm 2019, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã đưa ra xét xử, sơ thẩm 36 vụ trên 498 bị cáo. Riêng năm 2018 đã kết thúc điều tra 23 vụ trên 222 bị can, tăng 43,75% số vụ so với năm 2017. Đã truy tố 20 vụ trên 251 bị can, tăng 66,7% số vụ so với năm 2017. Xét xử sơ thẩm 23 vụ trên 304 bị cáo, gấp gần 5 lần số vụ so với năm 2017. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tại phiên họp thứ 16 ngày 26 tháng 7 năm 2019, trong giai đoạn nửa đầu 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên vi phạm. Trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến giữa năm 2019, trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự, đã kết thúc xác minh, giải quyết 24 vụ việc, mở rộng điều tra, khởi tố mới 5 vụ án, phục hồi điều tra 4 vụ án, khởi tố thêm 26 bị can, kết thúc điều tra 3 vụ án trên 19 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án trên 27 bị can, xét xử sơ thẩm 9 vụ án trên 21 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ án trên 149 bị cáo. Một số vụ án tiêu biểu có thể kể đến như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vinasin, tổng thiệt hại 910,2 tỷ Việt Nam đồng. 8 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 năm đến 20 năm tù giam. 2 bị cáo Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình. Vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, gây thất thoát hàng nghìn tỷ cho ngân sách nhà nước, tuyên án tử hình cho các bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinalines. Các bị cáo khác nhận các mức án từ 4 đến 22 năm tù. Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Riêng bị cáo Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị có liên quan tới 4 vụ án đều diễn ra tại PVN và các công ty con, các dự án thuộc PVN gây thất thoát gần 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Tổng hình phạt cho các bị cáo lần lượt là 35 tù giam, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bài, xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương và xét xử nhiều quan chức cấp cao Bộ Công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù,
Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù. Vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, thành phố Hồ Chí Minh, DAP, khởi tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAP, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và các đồng phạm, tuyên án Trần Phương Bình chung thân, tổng hình phạt, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAP, 30 năm tù, tổng hình phạt. Riêng Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố thêm các tội danh, cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hình phạt là 65 năm tù, nhưng chịu 30 năm tù theo luật hình sự. Vụ án vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone liên quan đến hai bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Tuyên án Nguyễn Bắc Son chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù, các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 7 năm tù. Không chỉ là một người lãnh đạo với tài nội trị xuất sắc, Bắc Trọng còn cho thấy mình cũng là một nhà ngoại giao rất tài ba khi trong thời gian cầm quyền, Bác đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của các nước trên thế giới, qua đó giúp Việt Nam mở rộng được quan hệ và có được vị thế đáng nể như hiện nay. Như đối với Trung Quốc, ngày 11 tháng 10 năm 2011, ông thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc với tư cách là Tổng Bí Thư. Hai ông Hồ Cẩm Đào và Nguyễn Phú Trọng đều đồng ý tránh làm phức tạp tình hình tại Biển Đông và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Việt Nam để cụ thể hóa những kết quả, nhận thức chung mà lãnh đạo Việt Trung đã nêu khi ông Trọng đến Trung Quốc trong chuyến thăm tháng 10 trước đó. Năm 2015, ông Trọng đã có chuyến thăm đến Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, luôn nắm vững phương hướng phát triển của quan hệ Việt-Trung. Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc sau Đại hội 20. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng, nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2022, ông đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để ghi nhận công lao của ông trong việc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Trung Quốc và Việt Nam. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch nhân chuyến thăm từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. 36 văn kiện đã được ký kết ngay sau đó. Ngày hôm sau, hai người đã có cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã mời ông Tập thưởng trà trước khi về trở lại Trung Quốc. Sau đó, ông cùng với ông Tập đã cùng nhau thưởng trà tại trụ sở Trung ương Đảng. Hay đối với Mỹ, năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng lần đầu công du đến Hoa Kỳ. Ông cũng là Tổng Bí thư đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm, ông đã gặp Tổng thống Obama. Đây được coi là cuộc gặp lịch sử sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Ông còn gặp Phó Tổng thống Biden
và cựu Tổng thống Clinton. Tại buổi nói chuyện với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông đã thẳng thắn nói về việc dân chủ tại Việt Nam với học giả Mỹ. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện của hai nước. Đồng thời, Ban Đối ngoại Trung ương cũng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là trường hợp đặc biệt vì hai nước đã bỏ qua mức đối tác chiến lược. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đích thân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Biden theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, thay vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì buổi lễ. Sau sự kiện này, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 5 của Việt Nam. Còn đối với Nga, trong thời ông Trọng, Việt Nam và Nga đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Trong sự kiện Nga sáp nhập Crimea, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng về tuyên bố việc Crimea sáp nhập vào Nga thông qua trưng cầu ý dân là vô hiệu tại Liên Hợp Quốc. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Việt Nam giữ quan điểm trung lập. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng tại hầu hết các buổi bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác của chiến lược toàn bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định sự coi trọng của Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, cảm ơn đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong những năm qua và bày tỏ quan điểm của Nga về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, ông Trọng đã hội đàm Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Medvedev với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh, vì lợi ích nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Để Lại. Giữa cái rét dồn đầu tháng chạp, dân buôn cây cảnh vẫn đi lùng sục khắp vùng tìm mai vàng. Cái giống cây cho hoa Tết ấy chưa bao giờ mất giá, nhưng thực sự sốt giá là từ đầu năm ngoái, khi một ông lãnh đạo ở một tỉnh miền Trung phát động phong trào mỗi công sở, mỗi nhà dân nên trồng một cây mai trước ngõ. Ý tưởng hay, và nó khiến giá mai cao gấp đôi, gấp ba. Thậm chí, những cây mai tỏa lâu năm có giá đến bạc tỷ. Thợ nề, thợ mộc, tài xế xe ôm, nhiều anh bỗng dưng nghỉ nghề để đi buôn mai. Ngã giá xong xuôi, đội đào cây xuồng, cuốc xẻng hạ đất, đánh bầu. Gặp chỗ đất thịt thì trong một buổi là xong. Những chỗ có đá sỏi cùng lắm một ngày. Thỉnh thoảng có thể gặp chuyện rắc rối, chẳng hạn khi moi lớp đất trên mặt thấy bộ gốc quá đẹp, chủ nhà đòi thêm tiền. Cũng có khi gặp một cái rễ già cắm trúng chỗ đất ngập bị thối, người mua cây nhăn mặt ỉ ôi xin chủ nhà bớt cho ít nhiều. Và hy hữu sẽ gặp phải điều bất ngờ khiến đôi bên lưỡng lự, như chuyện đào cây mai nhà ông Bình. Khi nhát xẻng sắn xiên và chuẩn bị khoanh bầu thì phát ra một tiếng bộp. Mẹ kiếp, lại gặp đá rồi. Cậu thợ đào chỉ tục cằn nhằn rồi phập tiếp một nhát xẻng. Chỗ đất hiện ra một tấm kim loại màu đen đen. Đồng hả? Phen này trúng đồng đen, bỏ nghề thợ đào đất luôn đi mày. Người lúc nãy buông xẻng, ngồi thụp xuống cái hố đã đào, đưa tay phủi phủi tấm kim loại thì thấy nó không phải màu đen mà đã ngà xanh, xanh lục, lấm tấm những chỗ bị rỉ sét. Toi rồi.
cậu ta vọt lên khỏi hố, lồm cồm bò rồi chạy vào hiên nhà, mặt tái mét. Hai người trong đội đào cây nhào theo. Ông Bình từ trong nhà nghe tiếng kêu cũng đi nhanh ra. Hộp đạn ông ơi, khéo chút nữa con teo rồi, hú ba hồn bảy vía. Vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng, ông Bình đã đi ra sân, nghiêng đầu nhìn vào hốc đất, giật mình nhưng ông đã kịp định thần. Kết đại liền thật, sao ở đây lại có một cái thùng đạn thế chứ? Cây mai nhà ông Bình thuộc dạng hàng bảo tồn, ấy là nói theo cách của dân chơi cây, tức là cây già tuổi, gốc đế thân, cành mập mạp, khỏe khoắn. Cây được trồng từ thời quê hương giải phóng, mà cũng chẳng biết ai trồng, hay nó tự mọc lên từ hạt. Nửa thế kỷ, một đời người dài thế nào, thì ngần ấy năm, một cây mai nó cũng già thế ấy. Năm xưa khó khăn, cha con ông thường tới Tết, lại cưa một vài cành, đem lên phố, bán lấy tiền sắm sửa. Mấy chỗ cưa trên thân cây, này đã liền sẹo, tạo nên những u sần, trông rất già cỗi. Tuổi của cây mai cũng chính là quãng thời gian hòa bình vãn hồi đến nay. Những lần ông cụ gặp mặt bạn lính chiến ở nhà, thường chỉ trò cây mai mà tính năm tháng thanh bình. Cây mai thế nào có dấu mốc kỷ niệm như vậy, niềm vui. Nhưng ai ngờ dây gốc đó lại có cả một cái vật nhắc nhớ thời đoạn đau thương. Nổ được thì nó đã đổ rồi, đào tiếp đi. Gã mua cây nói như ra lệnh, khó khăn lắm mới săn được một cây mai già kiểu này, có thể gọi là lão mai. Và nhất là lúc nãy khơi lớp đất, lộ ra một bộ đế non đã mắt, các rễ lớn vầm váp và đâm từ thân xuống đất khỏe khoắn. Nhất đế nhì thân tam cảnh tứ trụ. Dân chơi cây cảnh đều biết câu này là tiêu chuẩn để đánh giá một cây mai. Có bộ cứ chân đế ụ lên thì thế nào cũng ngon ăn. Mà đúng thôi, bởi cành nhánh nó có thể mọc thêm hay uốn nắn, chứ bộ rễ là của trời cho. Hôm qua gã đã ra giá đến lần thứ 5, ông Bình mới gật đầu đồng ý. 200 triệu là giá chốt, cả vùng này chưa ai bán ai một cây mai với giá đó. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gã tâm đắc câu này. Đi buôn cây nói không phải mê tín, chứ giống món cờ bạc, càng sợ thua thì càng dễ bị lỗ. Gã cũng đã kịp chụp ảnh quay phim cây mai, gửi chào hàng mấy đại gia cây cảnh ở Huế. Có khách đã ướm giá nửa tỷ bạc. Trời, một chiều một sáng, làm gì lãi được đến 300 triệu. Cú này thì ăn Tết ấm no rồi. Nghĩ đến khoản tiền lời, gã bất chấp tất cả. Đạn éo gì mà đạn, để tao xuống mòi nó lên cho. Thôi thôi, rủi mà nổ một phát, chú mày thiệt thân, còn tôi đây cũng khốn đốn đủ đường. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ đi tong 300 triệu bạc sắp cầm chắc trong tay, mà về cái đế nôm vừa khui ra, khéo ra gầy còn lên nữa. Bà Thường đâu rồi? Lấy cho tôi cái chén cái dĩa. Ông mình gọi vào với nhà kêu vợ. Chắc ông cũng đang hoảng quá nên quên khuấy mất là bà vợ đã đi chợ từ hồi sáng. Mừng lắm, ông cầm được 20 triệu tiền đặt cọc mua cây cất trong tủ. Sáng nay rút mấy tờ đi chợ rồi. Mấy khi mà được một cục tiền, ai chả mừng. Kỳ thực ông Bình không hám bán cây cối, bởi đó lưu đề kỷ niệm. Chính bà Thường vợ ông xuôi bán quánh cho rồi, vì mai đang được giá, chứ năm ngoái chưa sốt, cỡ cây này 50 triệu là cao tay. Không bán rồi qua đợt này, giá lại rẻ hều. Đấy, cứ để mà xem, cây xanh cây lộc vừng mấy năm trước giá trên trời, nay thì chả có ai thèm mua. Cây mai nằm chính giữa sân, án ngữ như một cái bình phong mà ở quê nhà ai cũng có. Tán cây xòe ra tròn đều bốn phía, cành đan chi chít. Cây giống mai cũng hay, năm nào tháng ấy, trò hoa đúng dịp Tết dù chả chăm sóc gì. Cây to nụi nhiều, từ giữa hàng tháng chạp đã bắt đầu bung lụa và nở vàng rực rỡ tới gần hết tháng riêng. Ngày Tết khách đến chơi đều khen đất và người có duyên nên cây mai nở mới tươi đẹp. Ông kê một bộ bàn mây tre, giấy tán mai làm cho uống trà.
Những sớm sương xuân âm ầm, hương thơm của mai dịu ngát, cái mùi hương sâu đậm mà chỉ giống mai vàng, đọt xanh miền Trung có được. Hèn gì khi xưa vua chúa trong kinh rất thích, và nay trình sự ấy lại hừng hực khí thế trồng mai trước ngõ. Ông Bình vào nhà lấy bội chén dĩa, rút thêm nén nhang đi ra. Xòe tay, hai đồng tiền xu âm dương được ông đặt vào dĩa. Chú muốn mua mà tôi cũng muốn bán, nhưng chú cũng sợ mất đi mà tôi cũng sợ liên lụy. Thế có khổ không? Hay ta xin keo một quẻ coi ý trời đất như nào? Chẳng là thuận, lẻ thì thôi nhé, thắp dùm cây nhang. 200 triệu bán cây mai tối hôm qua, vợ chồng ông đã dự tính khoản nào ra khoản đó rồi. Sửa lại nhà cửa cho tử tế để ở, mái ngói cũ rột gió bão, nó lùa đi lúc nào không biết. Nâng nền và nâng sân lên cao chút nữa để đỡ mấy trận lụt hàng năm. Muốn nâng sân thì phải rời cây mai, chứ không lẽ chôn luôn mấy cành cây của nó. Thế nên bán là hợp lý. Một khoản nữa để xây lăng cho ông cụ ở chỗ đất mộ phần lẳng cấp. Cụ này cũng gần đất xa trời rồi, tuổi tính bằng ngày. Mắt mày còn rõ thì xây cho cụ thế cái chỗ nằm sau này để cụ mừng. Tính thế cũng chọn cả đôi đường. Bán cây là bán cả mấy chục năm kỷ niệm, nhưng bù lại có được chỗ ở tươm tất và còn lo chữ hiếu trọn vẹn nữa. Thế chăng ông không buồn đâu ông nhỉ? Bà thường hỏi ông cụ, nhận được mấy cái gật gù. Ông Bình chưa kịp xin keo, đã thấy bà thường xách giỏ đi chợ về. Ông đặt chén dĩa xuống, chạy đến túm lấy áo bà chỉ trỏ. Hai vợ chồng trầm trồ một chút thì ông Bình mắt sáng lên, dường như bay tưng mấy cái sợ hãi hoảng hốt. Thôi không bán mua gì nữa, sự việc này cũng là ngoài mong muốn. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mạng người quan trọng hơn. Chú thông cảm, tạm nhận lại tiền cọc nhé. Lúc nào giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ kêu chú tới mua cây. Bà thường đã cầm ra sấp tiền cọc, đưa cho gã buôn cây, bảo đếm lại. Gã không cần kiểm, nhét luôn vào túi quần. Nhưng người ta là trả cọc phải đền gấp đôi đấy bác ạ. Nhưng mà thôi, mình sống có trước có sau. Bác nhớ xử lý xong cái hộp sắt thì gọi cho em nhé. Đừng bán cho thằng nào đấy. Khác với vẻ bất chấp lúc trước, bây giờ gã có vẻ cũng hết háo hức lấy cây mai. Mấy trăm triệu ăn nhầm gì so với mạng sống. Gã kêu mấy tay thợ đào thu dọn cuốc xẻng dây chạc để về. Cái hố đất thì cứ để như vậy cho gia chủ tự xử lý. Bà thường xách ra một túi bóng. Có cân lòng heo tôi định làm dĩa mồi để các chú nhắm. Các chú mang về tự lo vậy. Mà này, đừng nói chuyện cái hộp đạn cho ai biết, chứ không thiên hạ đồn lại lên. Tết Nhất đến nơi rồi, chẳng ai dám đến đây chơi. Đám người buôn cây đi khuất, ông Bình đóng cửa, trả luôn ổ khóa cho chắc ăn. Ông có từng gai trong nhà, ai nói về chuyện dưới gốc mai có chôn gì không? Làm gì có, hồi tôi nhỏ đã thấy cây mai này, từ đó đến nay chẳng ai chôn cái gì xuống dưới đâu. Ý tôi là trước đó, thời ông bà của mình ấy. Để tôi nhớ xem, hồi đó nghe nói ông bà nội tôi thuộc hạng khá giả, ruộng vườn bát ngát, bị quy địa chủ. Sau ruộng bị tịch thu chia lại cho dân làng, chỉ còn mỗi mảnh đất này để ở. Ông nội mất từ cái đận đấu tố đó, bà thì sống thêm hơn chục năm nữa, nhưng cũng không được minh mẫn thì phải. Có khi của nhà ông bà cho vào đấy rồi chôn giấu đi, vì lo bị phát hiện tịch thu. Sau rồi bà sợ liên lụy quá, không dám cho ai biết. Bà nói cũng có lý, nhưng tôi ngờ là ngờ cái đận năm 72 kia. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trận chiến ác liệt, cả làng đều đi sơ tán lúc vụ lúa vừa gieo xong. Mấy tháng sau quay về cánh đồng vàng ruộm được mùa, nghe bảo trong khói súng có chất hóa học như phân bón trên nền lúa tốt. Những lùm chanh mọc khắp cồn bãi, cây chanh cao quá đầu người, tha hồ về biện lợp lại nhà. Cũng có mặc sức mà lên, trong khu vườn, nhà nào nhà nấy cỏ mọc rậm rạp, đúng thật nhà bỏ hoang. Ông Bình khi ấy mới vào tuổi đôi mươi, nhưng hình ảnh ngày trở về làng khắc sâu trong ký ức, không nguôi chút nào. Khi mở cửa vào nhà, thì thấy còn mắc một cái võng vải dù gì dằn di của lính Mỹ để lại.
Cha của ông bảo mấy mẹ con ngồi yên, để ông đi một vòng quanh vườn, kiểm tra cho chắc chắn đã, rồi mới bắt tay sắp đặt dọn dẹp. Khi vọt cỏ trước sân, đã thấy một cây mai nhỏ xíu bằng cái tăm xìa răng mọc ở đây, nên mọi người vun gốc, vén rễ cho nó. Rất có thể thùng đạn được lính Mỹ chôn ở đấy. Thùng đạn mà chôn sâu chi dữ vậy, cả mét đất chưa ít đâu. Vậy bà nghĩ cái chi? Vàng bạc của nả mới chôn kỹ. Chuyện đào đất gặp vàng không hiếm. Trước này trong vùng cũng có người đào móng làm nhà, đã gặp một hũ sành đựng vàng bạc như xưa. Ở trong miền Nam có người đi làm rẫy, đào được một két đạn nhưng toàn vàng nhẫn dây chuyền, báo chí có đăng tải. Đúng cái thùng đạn Đại Liên 7 lít như cái thùng sắt đang nằm dưới ở gốc mai kia. Loại thùng này nắp rỗng khá to, ngày xưa ai có thì đều có thể dùng để cất đồ vật quý giá. Bây giờ nhiều người cũng dùng nó làm thùng đựng đồ ngày sửa xe. Vậy bà có gan thì mở ra mà lôi nó lên coi, tôi sợ. Để vào hỏi ông, biết đâu ông còn nhớ. Bà thường đi vào căn buồng bên trái vén màn. Ông ơi, con hỏi cái này, nhà mình có hũ chìm hũ nổi không? Ông có chôn cái gì dưới gốc cây mai vàng không? Vàng hả ông? Hay là đạn bắn chiêu chiêu? Bà thường đi vào căn buồng bên trái vén màn. Ông ơi, con hỏi cái này, nhà mình có hũ chìm hũ nổi không? Ông có chôn gì dưới gốc cây mai không? Vàng hả ông? Hay đạn bắn chiêu chiêu? Sau mỗi câu hỏi của bà thường là ông cụ lại gật đầu một cái. Chứng bệnh Alzheimer đã theo ông cụ từ mấy năm nay rồi. Có nhớ gì đâu. Suốt ngày cụ ở trên giường, ai hỏi gì cũng gật. Buổi trưa, bà thường lại bảo ông Bình lấy xe máy rồi chở bà đi về miệt biển. Dưới ấy có bà cô coi bói hay hay. Bà đã đi mấy lần thì cũng đúng. Ông Bình không tin mấy chuyện bói toán, nhưng chiều ý bà, đi với bà. Và lại chuyện này quá sức hệ trọng, thay đổi số phận, nhưng chiều như trời ấy, ông cũng thử một phen, biết đâu. Bà coi bói coi nhẹ, tầm trẻ chục tuổi, thế mà bà thường cứ gọi bằng cô xưng con. Thưa cô, đất nhà con phía trước có cây mai. Cây mai nằm ở hướng chính nam đúng không? Ông Bình định chốt, bà thường đã kịp lấy lời giả hiệu. Dạ, cô xem cho con ở dưới có bom đạn gì không? Không đâu, an toàn. Thích làm nhà chỗ ấy thì cứ đào mà làm. Qua năm tháng giêng đặt đá. Bà thường nhìn quanh, có vài người ngồi ở ngoài cửa đang chờ tới lượt. Bà khẽ lí nhí. Thế có vàng bạc gì ở dưới không cô? Đất nào chẳng là đất vàng đất bạc. Dọc đường về, ông Bình cần nhằn, đã bảo tin gì mấy trò này. Bà đó mới sinh sau này, biết chi chuyện xa xưa mà nói. Ông thì nói hay lắm, quyết đi, gọi cho chú An. Chẳng phải hôm qua ông đã gọi rồi à? Chú ấy bảo toàn quyền ở vợ chồng mình, mà chú ấy nói thế là phải, vì mình sống trong nhà còn lo cho cha nữa. Bán cây mai thì cũng để lo việc nhà chung, chẳng lẽ đòi chia à? Nhưng giờ cái thùng kia thì chưa biết đâu, ông khoan vội. Chia với chắc, chờ chỉ đã nổi tánh tham. Bà thường òa lên khóc. Tôi nghèo vớ phải ông cũng nghèo. Nay sắp có chút lộc thì ông chửi tôi tham. Đó, anh em ông tự mà chia nhau đi. Cả tiền cây mai nữa tôi cũng chả thèm. Ý tôi là chỗ ấy làm trên tỉnh, có liên quan bên dự án giả phá bom mìn. Chú ấy sẽ nhờ được người về giả thử coi có đạn trong thùng không, làm khéo khéo thêm mới không bị lộ ra. Ngày chiều hôm đó, sau khi hệ thống dò ra không phát hiện nguy hiểm, cái thùng đạn được lấy lên. Hồi hộp mở ra xem, phía trong chỉ có một tấm bạt màu xanh sẫm được gấp gọn gàng, trải tấm bạt giữa nền nhà. Hóa ra đấy không phải bạt mà là một cái túi hình chữ nhật to cỡ mặt bàn. Túi này bọn chó gặp rồi. Nó làm hoàn toàn từ ni lông, để bao lâu cũng không bị hư hoại. Linh Mỹ ngày trước mỗi người đều có một cái này để cất trong ba lô, để phòng mất thì dùng đựng xác. Mọi người có chút ớn lạnh rùng rùng. Song rõ ràng cái túi lép xẹp kia không thể đựng thứ ghê rợn ấy được. Kéo khóa mở túi, thấy một nắm dây dù buộc thắt như hình con rối. Ở đây còn một tờ giấy nữa, toàn chữ Tây,
Chú An Biên thì đọc thử coi nó ghi cái gì. Hôm nay cha vừa nhận được tin con đã chào đời. Ở cách xa nửa vòng trái đất, cha vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Cha lấy dây dù bện cho con gái một cái búp bê đáng yêu. Nhưng ở đây rất ác liệt, cha không chắc mang theo được con búp bê này về Mỹ cho con. Vậy nên cha để nó vào cái túi ni lông rồi chôn xuống đất, đánh dấu vào ngày này. Ở nơi này cha nhận được niềm vui nhất đời. À mà từ nay, cha đã có con nên chắc chắn cha sẽ không cần cái túi đó nữa. Cha phải sống và mong sớm chấm dứt cuộc chiến tồi tệ này để về gặp con. Lát nữa cha sẽ trồng lên trên mặt đất một cái cây mà cha vừa tìm thấy. Nghe dân ở đây bảo là cây mai. Rồi đây cha cũng sẽ đặt cho con một cái tên Việt Nam là Mai, nghĩa là Tomorrow. Khi nào cha con mình quay lại đây tìm, cha cây mai đã nở hoa rồi đấy. Yêu thương con, Quảng Trị ngày 7 tháng 2 năm 1972, David Anderson. Cây hoàng mai Tết năm nay vẫn ở nhà ông Bình, nở hoa vàng rực. Ai đến chơi Tết cũng trầm trồ. Có người chấp việc hai xị được giá rồi sao không bán. Lại có người khuyên cứ để đó, khi nó lên thêm mấy trăm triệu ấy chứ. Còn đối với ông bà Bình, thường, cười bao giờ có bạc tỷ đi nữa cũng chẳng bán đâu.